Làm sao để biết một mối quan hệ là nghiệp, bạn tâm giao hay linh hồn sinh đôi? Tất cả chúng ta đều mong muốn không chỉ phải lòng ai đó mà còn là được tham gia vào kiểu tình yêu chỉ một lần trong đời. Chúng ta đang tiến hóa và các mối quan hệ lãng mạn của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không còn cảm thấy thoải mái với những mối quan hệ thuận tiện hay có vẻ để đáp ứng những lý tưởng riêng nào đó mà gia đình hay xã hội cho rằng chúng ta nên khao khát. Chúng ta đang tìm kiếm kiểu tình yêu chỉ xảy ra một lần trong đời. Nhưng điều gì đã làm cho mối quan hệ giữa các linh hồn sinh đôi trở nên khác biệt so với các mối quan hệ giữa những người bạn tâm giao và mối quan hệ nghiệp quả? Sự thật lớn nhất là mối quan hệ này thì không phải là tốt hơn mối quan hệ khác. Nó chỉ phụ thuộc vào cuộc đời mà chúng ta đang sống ở đây trên trái đất này và những bài học mà chúng ta đang trải qua. Đôi khi trong một kiếp sống nào đó, chúng ta có thể không trải nghiệm cái nào trong các mối quan hệ này, và trong những kiếp sống khác, chúng ta có thể trải qua cả ba cái cùng lúc. Thực tế là chúng ta thường không thực sự nhận ra kiểu mối quan hệ nào chúng ta đã trải qua, cho đến mãi lâu sau khi nó đã qua đi và các bài học đã được hấp thu. Một trong những mối quan hệ đầu tiên mà chúng ta thường dính vào là một mối quan hệ nghiệp quả. Các mối quan hệ nghiệp quả thường là những bài học mà chúng ta đã không thể học được trong cuộc sống đời trước. Những người này thường không có ý định dễ dãi đối với chúng ta, bởi vì họ muốn thay đổi lối sống của chúng ta. Điều say mê đối với các mối quan hệ nghiệp quả là nó có vẻ không đếm xỉa đến bao nhiêu cố gắng mà chúng ta đã thực hiện. Nó chỉ không có vẻ là sẽ có tác dụng. Nhưng đó là bởi vì các mối quan hệ nghiệp quả không được cho là sẽ tiến triển. Chúng ta không nên sống cuộc đời của mình với người bạn đời nghiệp quả của mình. Điều đó là khó để có thể chấp nhận, bởi vì nó thường không phải là vấn đề liên quan đến tình yêu hay thậm chí về sự tương hợp. Điều gì đó chỉ là tách rời và không hoạt động, dù cho chúng ta ước muốn nó nhiều như thế nào đi nữa. Nhưng quyết định tồi tệ nhất mà chúng ta có thể thực hiện là chọn giữ nó lại. Các mối quan hệ nghiệp bùng cháy và có vẻ như là làm say sưa vào mọi thời điểm. Nhưng điểm chung của các mối quan hệ này là nó sẽ đi vào cuộc đời chúng ta, thay đổi chúng ta và sau đó bỏ đi. Rất thường xuyên, những người mà đã cưới và ly dị thời trẻ đều đã cưới mối quan hệ nghiệp quả của họ thay vì để họ rời đi khi thời điểm tới. Bài học quan trọng nhất đối với chúng ta là chúng ta phải đủ mạnh mẽ để cho họ rời đi khi thời điểm đó đến. Bởi vì cho chúng ta đang ở trong kiểu mối quan hệ nào đi nữa thì chúng ta cũng không nên trói buộc mình vào nó để khỏi đánh mất nó. Mặc dù một vài người trong chúng ta có thể trải nghiệm một vài mối quan hệ nghiệp trong cuộc đời mình, thì trạng thái tiếp theo khi chúng ta có được các bài học đó thường là tình yêu với người bạn tâm giao. Những người bạn tâm giao có thể là loại tình yêu tốt nhất. Họ có thể đơn giản và ngọt ngào, nhưng đủ phức tạp như các ghi chép về loại nho Merlot. Những linh hồn bạn tâm giao thường là những người chúng ta sẽ cưới và lựa chọn cùng chung sống với họ. Bởi vì chỉ có một kết nối duy nhất hiện có, đó là cảm giác về những người tuyệt vời trong cuộc đời chúng ta, và họ có vẻ đã chạm vào chúng ta trên một tầng thứ hoàn toàn khác. Mặc dù họ có thể rất tuyệt vời, những linh hồn tâm giao không phải luôn luôn dễ dãi với chúng ta. Một trong những lý do mà chúng ta quá mơ hồ về kiểu mối quan hệ nào mà chúng ta đang dính vào
là vì trong tất cả các mối quan hệ này, các thách thức sẽ luôn xuất hiện. Không cái nào trong các mối quan hệ này sẽ thỏa hiệp với chúng ta hay làm cho cái tôi của chúng ta thấy thoải mái. Những linh hồn tâm giao khác với mối quan hệ nghiệp ở kiểu bài học sẽ được học và cách mà nó sẽ được trình bày. Các mối quan hệ về nghiệp thường là về cách mà chúng ta nhìn ra thế giới bên ngoài và những người khác, trong khi linh hồn tâm giao sẽ giải quyết các bài học bên trong liên quan tới lòng tự trọng, sự sợ hãi, các áp lực xã hội và sự xứng đáng với tình yêu của chúng ta. Chúng ta đơn giản bị thu hút vào bất cứ tần số nào mà chúng ta hiện đang rung động. Các linh hồn bạn tâm giao là những người mà chúng ta cảm thấy mối kết nối không thể phủ nhận. Như thể chúng ta đã biết nhau từ trước khi gặp mặt. Dấu hiệu lớn nhất về tình yêu bạn tâm giao là họ làm cho chúng ta cảm thấy như đó là điều chúng ta cần phải bắt đầu. Không phải họ hay thậm chí các vấn đề tồn tại bên trong mối quan hệ đó. Đôi khi đó thậm chí là cảm giác không xứng đáng với người kia. Một số linh hồn tâm giao sẽ đi vào cuộc đời chúng ta với mục đích duy nhất là để giúp chúng ta thực hiện điều vĩ đại và để hỗ trợ chúng ta giải quyết các vấn đề lớn liên quan đến cái tôi và bắt đầu khám phá ra các câu trả lời sâu hơn về sự tiến hóa và quá trình tự nhận thức của chúng ta. Các linh hồn tâm giao cũng là những người quan tâm đến chúng ta nhất. Khác với người yêu nghiệp quả mà chỉ quan tâm đến bản thân họ và nhu cầu của họ. Kiểu mối quan hệ đẹp đẽ này không cần phải là lãng mạn, vì thường xuyên hơn là không, chúng ta du hành trong những vòng tiến hóa linh hồn tương tự trong mỗi cuộc đời. Và những người ở trong gia đình thì không cần phải là những người có cùng huyết thống. Mối quan hệ lãng mạn có thể là bất ngờ và vượt qua đối với một người bạn tâm giao. Nó không là gì so với trải nghiệm được tái kết nối linh hồn sinh đôi của chúng ta. Linh hồn sinh đôi thường liên quan đến một loại huyền thoại ngoài lề về sự thức tỉnh tâm linh. Nhưng khi xã hội đang tiến lên một mức độ nhận thức mới thì mối quan hệ này sẽ xuất hiện nhiều hơn. Các linh hồn sinh đôi là một sự hòa trộn cả hai xu hướng nghiệp quả và linh hồn tâm giao, cùng với một vài đặc điểm hoàn toàn mới mà sẽ chỉ thách thức hơn đối với bản ngã và cảm giác về cái tôi của chúng ta. Các linh hồn sinh đôi không chỉ là những người mà chúng ta kết nối với ở một cấp độ linh hồn, mà họ còn là người mà chúng ta cùng chia sẻ linh hồn với họ. Theo các phát biểu lý thuyết, các linh hồn sinh đôi được tách đôi khỏi linh hồn gốc vào thời điểm bắt đầu và tách thành hai cơ thể vật lý. Có một đặc tính phản chiếu khi chúng ta tiếp xúc với linh hồn sinh đôi của mình. Mọi thứ mà chúng ta đã sử dụng trong cuộc sống của mình đều xuất phát từ đó, hay sự từ chối đột nhiên ở ngay trước mặt chúng ta. Kiểu bạn tình này thách thức chúng ta cùng với nỗi sợ hãi và những khát khao được dẫn dắt bởi cái tôi của chúng ta. Nhưng họ không chỉ là về những gì bên trong, mà họ còn là về cách chúng ta tương tác với mọi khía cạnh trong cuộc đời của chúng ta. Không phải tất cả chúng ta sẽ được tái hợp với linh hồn sinh đôi của mình, nhưng nếu có, nó có thể là kiểu tình yêu một lần duy nhất trong đời, không thể có điều gì tương tự. Sẽ có những thách thức và những nỗi sợ hãi xuất hiện. Không một chút nghi ngờ, sẽ có những giai đoạn chạy trốn và rượt đuổi, tùy thuộc vào sự phát triển tinh thần và cá nhân của cả hai người. Nhưng bất kể thách thức đó là gì đi nữa, nó rất có thể là để tái hợp nhất và trở lại với linh hồn sinh đôi của chúng ta, mặc dù nó được cho là chỉ xuất hiện trong đời cuối cùng, ở đây bên trái đất.
Bất kể kiểu mối quan hệ lãng mạn mà chúng ta tìm thấy mình trong đó là gì, sẽ có những trở ngại và những thách thức mà có khả năng hỗ trợ chúng ta trong sự phát triển và tiến hóa của mình. Điều quan trọng cần nhớ xuyên suốt tất cả các mối quan hệ này là nếu ai đó đang cố gắng rời đi, điều cần thiết là chúng ta hãy để họ ra đi. Cho dù họ là mối quan hệ nghiệp quả mà có mục đích duy nhất là đến cuộc đời chúng ta để là chất xúc tác cho sự thay đổi, hay nếu họ là linh hồn tâm giao mà đến để thách thức chúng ta trở thành người tốt nhất mà chúng ta có thể, hay nếu họ đơn giản là nửa kia của chúng ta, thì không có tình yêu nào mà chúng ta phải cầu xin hay giữ chặt vì nỗi sợ mất nó. Bất kể đó là kiểu quan hệ nào đi nữa, tình yêu mà chúng ta xứng đáng cũng là điều mà sẽ muốn chúng ta nhiều như chúng ta muốn họ. Bởi vì sự thật là nếu chúng ta yêu ai đó, điều duy nhất chúng ta có thể làm là để họ tự do, biết rằng nếu muốn, họ sẽ quay trở lại. Và nếu họ không muốn, thì họ chỉ là một trong những bài học đẹp đẽ nhất mà chúng ta sẽ học mà thôi.